quen biết á, ông đàng hoàng lắm chứ không phải đó. Rồi cũng hỏi thăm mày kia thấy ổng hồi xưa là ổng làm ổng nuôi cho ba mẹ không á, ổng nuôi ông, ở Quảng Nam nghèo lắm, kêu ba mẹ về đây đem vô Sài Gòn á nuôi ba mẹ. Ba mẹ giờ mất rồi nuôi con cháu. ở Sài Gòn không, quận mấy ở thầy đó, quận mấy ông thầy đó, ung năm. Nhưng mà nhà có ông mua miếng đất, có cái nhà cũng lâu lắm rồi, ở ở quận 8 rồi đó, là ở gần nhà thứ quận 8, nhà cũ á, ở đó quận 8. Ở đấy đó, nó biết ổng mà qua cái đáo của ổng đó, rồi thì cái gặp thì thấy ổng thấy rất là kiểu như, nói chung là mình thương ổng cái làm biết sao, ổng làm ổng lo ba mẹ ổng, trong khi ông anh ổng á giàu, có vợ giàu kinh khủng ở ở ngoài ấy mà không có lo ba mẹ, tiền bạc tính toán khi ly. Còn ổng á thì ổng làm từng đại, kiểu như ổng đi cúng á, đi cúng ổng đi ngẩn ngàng, ổng đi cài, ổng đi cúng ấy, người ta cho lọc ổng á, rồi đầu về ổng nuôi, ổng nuôi. Cái đó thì nuôi được bà. Thật sự đó, tại vì cứ không có đi trong đạo á thì thấy cái đó nó như kia là trúng, nhưng mà thật sự nó chỉ trúng một phần thôi, chứ còn trong đạo rồi thì mình không có cái đó chưa hẳn là đúng. Nhưng mà thôi cũng được, cũng là đi cài nuôi cha mẹ cũng được, nhưng mà cài nuôi cha mẹ bằng phương diện gì thì nó hay hơn. Nếu mà đi lấy kinh đi tụng mà lấy tiền để nuôi cha mẹ thì không nên, không giống như mình gọi là mình bán Phật vậy đó. Mình đeo kinh Phật ra bán vậy đó. Dạ, trong Phật là vậy là không được. Với cái người đi tu thì đúng là thật sự ra đã sức gọi là từ giả cha mẹ đi tu thì thật ra không có được lo chuyện đó. Cho nên anh em bạn bè mình mấy chục năm thì thứ nhiều khi có những lúc thì dù như đức rảnh thì dù nói đi trao đổi nhau cho biết trong cái luật đạo á, tại vì khi đi tu đã gọi là cái bản gì đó sức thế tục gia, sức thế tục gia là ra khỏi cái nhà thế tục á, cha mẹ của mình cũng không có được gọi là đem tiền của về nuôi, không được, không nên. Nhưng mà thôi tôi không bình luận cái chuyện đó của ông thầy mà thứ khen là đúng hay sai tôi không bàn luận. Nhưng mà ý tôi nói nếu mà đúng cái tinh thần luật đạo á, thật sự như anh thứ biết là huynh đệ anh em bạn bè mình mấy chục năm biết, ví dụ như cha mẹ tôi, thật ra đó mấy mươi năm tôi đi tu chứ tôi không hề lo cha mẹ tôi gì hết đó. Nhưng mà điều có cái là tôi may mắn là tại vì cha mẹ ở quê cũng có cái điều kiện, rồi mấy đứa nhỏ nó quăng lên làm ra, rồi kia đúng là cái tôi có sự may mắn đó. Còn chứ nếu mà cha mẹ tôi mà nghèo thì chắc tôi cũng phải, cũng đủ cái an tâm mình tu, biết không? Nói chung là mọi người nó cũng có cái sự may mắn đi. Thôi mình nói danh từ thế gian nó vậy đó. Thật ra bây giờ nói tôi chỉ mong rằng là nhiều khi bạn bè tôi biết nói làm sao nữa, càng đi sau thì tôi càng ngao ngán cái chuyện đạo lắm. Tôi nói thiệt ông á là, nhưng mà đối với tôi tin ở chỗ cái đạo của tôi, tin ở chỗ cái lời dạy của Phật. Chứ còn mà nói về cái thế giới người tu á thì càng đi sau giờ tôi càng ngao ngán lắm. Nhưng mà tôi tin ở chỗ nhân quả, tôi tin ở chỗ chân lý. Thì như vậy mà cái chân lý á, thì thí dụ như giờ Thứ ngày xưa Thứ từng là đảng viên, Thứ từng Thứ cũng tin hãy vô đảng thì Thứ cũng tin là chân lý chứ gì, cũng tin là sự thật, cũng tin là đó là cái gì đó, cái giá trị của mình, cái giá trị của một cái tổ chức. Nhưng mà đối với đạo nó khác lắm. Đối với đạo Phật ấy, nó đặc biệt là tin ở chỗ là giá trị tuyệt đối của nó là dạy con người ở cái chỗ nhân quả đó, đúng không? Nó khác hơn cái giá trị tất cả các tôn giáo, hay là giá trị của các cái đảng phái, hay giá trị của các cái tổ chức xã hội, là nó khác ở chỗ là đạo Phật không có giới điều. Mà một, không giới điều là không bắt buộc ai đó, mà trên tinh thần tự giác ý thức. Thứ hai là đạo Phật đạo tin sâu vào giáo lý nhân quả và quán chiếu mọi việc trên cuộc đời là bằng nhân duyên.
khi mà tin nhân quả rồi sống một đời nó hay lắm, nó thảnh thơi. Ví dụ như bây giờ Đức làm một điều gì sai, thì nếu Đức là một con người anh hùng, Đức chấp nhận nhân quả, thì thế mà đời thế cũng vậy thôi, đúng không? Đức làm gì sai thì Đức cũng chấp nhận nhân quả à. Nhưng bây giờ nó hay cái chỗ là khi mình đã chấp nhận nhân quả rồi, bắt đầu mình bước lên bước nữa là gì? Bắt đầu mình cải đổi nhân quả đó. Thì thay vì ngày xưa mình làm sai, thì bây giờ mình cải đổi đó, mình làm, bắt đầu mình quay đầu trở lại, mình làm những điều hay, điều đẹp, điều lợi ích cho người. Cho nên nếu như mà ông Thích Ca Mâu Ni á, là ông mà khai sinh lên đạo Phật á, mà nếu ông Đức Phật tôi mà không có dạy những điều đó thì thật sự tôi bỏ đạo từ lâu rồi. Tôi nói thiệt, không có tôi cũng ngang tàn lắm. Mai là Đức Phật cho là Ngài cho phép con người biết quay đầu và con người làm lợi ích cho con người. Đó là chủ trương của Đức Phật, muốn cho con người làm lợi ích cho con người đó. Mà lợi ích con người không phải bằng cái vật chất không thôi, mà bằng về mặt tinh thần, đúng không? Tinh thần, ví dụ bây giờ tôi với anh là bạn bè với nhau, mình từ hồi ở quê, từ hồi nhỏ cho tới bây giờ 40 năm mình gặp lại nói chuyện đây, ví dụ như mình vẫn nói được về mặt tinh thần, thì mình trao đổi về mặt tinh thần để cho ông có thể biết được cái đạo như thế nào, ông cảm thấy cái giá trị của đạo. Tôi cũng làm tròn cái trách nhiệm, tôi là một người bạn ông nữa. Còn nếu bây giờ tôi là người bạn ông, anh em sống từ thở nhỏ quê hương mình, mà bây giờ ông thấy tôi không ra gì, tôi không nói được cái giá trị đạo sao, tiểu nữa thằng đấy tôi mấy mươi năm có bạn mình thằng tiểu học, lúc cuộc thấy nó cũng giống như mình, phải không? Nhưng mình cho nên đó, cái điều mà trời Phật cũng vẫn cho tôi được cái đầu tôi từ nhớ dai lắm, và tôi lúc nào tôi cũng tôn trọng cái lời của, không phải riêng Đức Thích Ca đâu, mà cái giá trị chân lý của vũ trụ á, cái đạo Phật nó hay chỗ đó đó. Ông nhìn phương nào ông cũng thấy nó cũng có giá trị á, nếu con người biết tận dụng đó. Nhưng mà ngặt nổi cái xã hội ngày nay á, con người nó dễ thói chuyển là ở quê thì mấy thầy không có trình độ thì làm việc cái chùa chiền thì chỉ để cúng cầu, ở Sài Gòn thì có trình độ để đua đồ theo danh vọng, thấy không? Nó tiết tước quyền tởi, thành ra vô tình nó làm cho cái đạo mình nó nổi. Mà thí dụ mấy ông thầy mà đánh nhau tùm lum ở trên mạng đi, giờ thế giới trẻ giờ nó cũng chán nữa. Nào mà thí dụ những gánh mà không ôm sùm giữa Ba Vàng, chùa Ba Vàng với trong miền Nam thì có chùa cái thành Nhật Từ đi, thì giờ tôi nói thật sự ra thì cũng chưa hẳn là người nào đúng, mà cũng chưa nói là người nào sai. Nhưng mà thấy nội như đó thôi là thấy là cái chuyện tổ chức nó không có chặt chẽ và nó không có kỹ cương rồi, thấy không? Chứ nếu mà tổ chức chặt chẽ kỹ cương nó không vậy, thì nhìn đạo nó vậy, thì nhìn cái khối đời nó cũng vậy. Khối đời bây giờ vì ngày 30 Tết mà đi bắt đi làm, tại sao mấy ngày kia không làm, ví dụ vậy? Rồi tại sao vừa khởi cái mầm lên sao không tham nhũng, không lo về dọn đi, để chờ tới cuối cùng mới đấu tố đấu đá lẫn nhau, làm cho vô tình các đất nước họ cười, các nước khác họ cười tốt đẹp gì? Nhiều khi nói sâu vào chính trị thì tôi không đi sâu vào, nhưng mà ý tôi nói vậy thôi. Cho nên tôi nghĩ mai là tôi chọn được con đường đạo, tôi là tôi thấy tôi lý tưởng, mà càng đi sâu vào đạo thì chừng nào thì Đức cảm thấy là càng trở về con người bình dân chừng đó thì nó cao thượng à. Đừng thấy mình gì lớn lao hết á. Thí dụ giờ Đức cái thứ là hai bạn bè mình từng sống cùng một quê, cùng xứ sở bao nhiêu chục năm trường, rồi khi mà học hết tiểu học thì ông về Sài Gòn, tôi ở quê, rồi khi tôi đi tu thì ông làm chức đồng tước ở Sài Gòn nhân dân, rồi bây giờ tự nhiên là giờ tìm gặp nhau vân vân, thì bây giờ tôi hỏi cuối cùng giờ địa diện mẹ gì đâu. Nếu như một nếu ông thần tượng tôi quá đó, thì ông sẽ sụp đổ, mà ông coi thường tôi thì ông nghĩ là nghệ thì tu coi như không có giá trị nhân dân. Cho nên hồi xưa đó có những câu chuyện rất là hay, ví dụ như có một vị đó ở như mình đi tu đi, tôi mấy chục năm trường không về quê,
cái tới chừng nghe ông nói về quê mà ông chắc ông làm lớn lắm, thời triều đình rồi, thời phong kiến á. Thời phong kiến chắc là ông về quê mà có sắc chỉ của vua nha. Thế kia cái vua là hôm nay có một ông tăng sĩ, ông tăng sư cũng về quê vậy đó. Thì cả dân làng rồi bà con, nhất là dòng họ rất là hãnh diện, rất là tự hào là có một cái người con, người dòng họ đi tu mà hôm nay được mấy chục năm, được chức tước, được kia, được về quê. Thì nói như ngoài đời là ta tự hào ghê lắm biết không. Thì cái ông thầy này ổng lại ông nghĩ khác. Ủa sao không có làm mà ông nói chuyện tôi hết giờ vậy? Có đi làm chưa? Không đâu làm gì đâu. Cái đầu dạ. cái ông thầy này ông nghĩ khác. Ông vẫn cho đệ tử ông về thì cũng có đệ tử rồi. Cái ông cái ngày đó, cái ngày đám dỗ, thì vừa đám dỗ nhà tôi đi. Thì tại vì thần tượng của tất cả bà con tôi là ông thầy này bữa nay về phải ăn mặc đẹp, ăn mặc thơm tho. Tôi thí dụ giờ tôi là Việt Kiều phải không, tôi ở nước ngoài phải không. Một ngày nào đó tôi về quê tôi cũng vậy thôi. Thí dụ vậy là dầu giống như ông tăng sư đó, nhưng mà mình về quê tại cũng nghĩ là nước ngoài là phải thế này thế kia thế nọ. Thì cái bắt đầu cái tôi cái ông sư đó ông cho người đi trước, nói gì ông ghé chợ Dòng Lô chẳng hạn, ghé chợ mình á. ông quanh vô cái hàng mắt thịt heo á, ông mua con gà làm sẵn á, cái ông sách toàn tay ông về từ cái chợ, ông về tới nhà tôi chẳng hạn, cái ông nữa lùm con gà đem đi cúng đi. Mà cái bữa thường thường nó dỗ bà nội tôi thì dỗ chay đi, như giống như năm nay là mỗi năm là cuối năm là dỗ chay đó. Mà sao ông thầy này ông thầy mà ông nhận biểu luộc đem lên cúng. Rồi đem lên cúng xong rồi cái trời bà con ta bu là ta coi công sư này mấy chục năm mà ông không có về quê, mà bây giờ nghe nói là ông làm chức làm tước gì lớn lắm. Cho tôi coi ai ngờ đâu thấy ông khách con gà toàn teo đi, ông biểu đi luộc đi đem lên cúng á, là một số người là ta khinh bỉ rồi không. Nhất là quê là bà tám nhiều nữa. Người ta bỏ đi về một số, xong rồi luộc con gà xong đem lên cúng. Cúng xong rồi cái ông mới lấy ra ông ngồi ông cái bữa ông ăn mình đúng vậy đó. Thế thì bà con bỏ về hết nửa gia đình luôn, nửa cái nhà đó luôn. Cứ tưởng đâu sao, tưởng đâu đi tu mấy chục năm có cái chuyện gì tốt đẹp lắm hay gì à. Vẫn là một con người bình thường mà thầy chùa mà ăn mặn rồi kia nổ phải không. Rồi còn chạy ra thí dụ đi gặp ông đi là bạn đi, rồi còn bưng đi rượu tới, rượu bạn bè ngồi uống nữa, rồi đó đúng là ông nghĩ sao. Đúng rồi chẳng hả. Nếu như nếu như một ngày nào đó đi Đức về quê rượu thứ nè, rượu Khánh Phương, rượu mấy bạn mình học hồi xưa đó, rồi tôi rủ ngồi lại rồi tôi bưng đi rượu, tôi rủ ông uống gà, cầm cái đùi gà nhậu, ông nghĩ tôi sao. Lúc đó sao bỏ ông chạy trước hả. Cái cuối cùng ta bỏ tôi về mất hết, chỉ còn là những người gọi là thứ nhất là tò mò, thứ hai là ta hiểu biết á. Thì ông mới nói là không ngờ có con gà như bình rượu mà đuổi một số người đi vậy đó. Thì bắt đầu ngồi lại nói chuyện với những người lớn tuổi, những người hiểu biết thì mới thật sự nó thì ông nó có vậy. Ông nó mấy mươi năm đâu từng ăn thịt gà, đâu từng uống rượu. Nhưng mà vì cái tâm lý của chúng sinh đó, thì nó hiếu kỳ. Nó cứ nghĩ rằng tu hành là có một cái gì đó nó đòi hỏi phải khác người, phải lạ hơn người, phải thế này kia. Thành ra nó nhất là có cái chiếu chỉ của vua nữa. Thành ra buộc lòng phải đóng tuồng và đóng đuổi những cái kẻ mà nhiều chuyện á. Những kẻ mà đã không có cái tâm mà gọi là tâm hồn lớn á. À, tuy nhiên thì cái câu chuyện đó thì kể thì không biết nó có hay không. Nhưng mà nếu như tôi thì tôi không dám làm tới mức độ đó. Nhưng mà tôi sẽ làm khác hơn. Thí dụ ngày nào tôi về quê thì tôi thích là bình dân, mình không có cái chuyện gì phải kiêu kỳ hết á. Hồi mới đi tu thì tôi không biết, tôi tưởng đâu mình đi tu là mình có cái gì đó giá trị lắm. Nhưng mà biết đâu ngày tôi thích á, tôi nói với ông á,
ước mong một ngày mà tôi đi về quê mà coi như là anh em bạn bè mình, tôi muốn đi bộ từ ở cầu chợ mà đi bộ về tới nhà tôi, xuống tới cái xẻo vườn đó. Tôi thích trở thành một con người bình thường. Thí dụ tôi gặp cô bác thì mình vẫn là cô bác, mình gặp các em nhỏ thì mình coi như các con cháu mình. Mình gặp những người nào mà coi như là lớn tuổi anh chị thì anh chị. Cho nên đúng là thật sự người tu là không cái người không có chuyện gì phải kiêu kỳ hết á. Càng tu lâu năm, càng sống với đạo giá trị chân thật chừng nào thì con người đó nó càng khiêm hạ và càng nhẹ nhàng, càng tự tại chừng đó. Ví dụ như có một bữa có một cái Phật tử Hạ Bu Di á, Hawaii á, họ về họ phát quà cho cái địa phương tôi, từ họ muốn về thăm cha mẹ tôi. Cái thứ nhớ mà mở trên nhà tôi mới chợ mấy gia đình thì có mở năm là đó, thấy không? Rồi có người con tôi là chị Diệu đó. Hồi xưa thì mấy chị em còn nhỏ, hồi thời mà tôi còn nhỏ nhớ cái xéo xéo nhà tôi, cái nhà cô Sáu tôi không? Cái là cô Sáu tôi đi đâu thì mấy chị em ngủ dưới nhà đó, tối ba chị em mà tôi thì lúc nào tôi cũng phải nằm ở trong, hai chị nằm ngoài, mắc cười lắm. Còn nít nè, giờ ví dụ như khi mà cái người Phật tử tôi Hạ Huy Vi á, họ điện thoại cho tôi, họ nói là con nó làm xong việc thầy giao kia, xin con còn sát trong khi chuyển tội nghiệp, chỉ ngồi, cứ thấy cái hình, chỉ ngồi, chỉ vô mình. Cái tôi nói không được, phải chào chị, tôi nói chị khỏe không? Rồi xây qua cái thế mọi năm là má chị nói là con khỏe hả đất được kia đó. Cái tự nhiên lòng tôi thấy nó cũng nhẹ nhàng lắm. Chứ không có gì phải gọi, không có gì phải chấp là người kia gọi mình bằng thầy, mình không nói chuyện với người này gọi mình bằng tên, mình quê được kia. Tôi không có chấp chuyện đó. Cái lúc đó tự nhiên tôi thấy nó rất là nhẹ nhàng, thấy không? Nó nhẹ nhàng. Mình đi tu thì cái việc đó, cho nên càng cái người mà tu hay không á, là cái người đó quan trọng là khi đối cảnh á mà nó nhẹ nhàng được. Giống như chiều nay nó có một cái tên nào đó, tôi nghĩ đây thầy chùa chúng hai, nó làm một cái mail giả đó vô nó chửi tôi. hồi mấy tháng trước là tôi nóng lắm nghe. Tôi nóng lắm. Tại vì Tết tôi có nói vụ mà mấy ông thầy chùa đó, ví dụ mà Tết buôn bán tùm lum đó, phải không? Cho nên nó khó chịu, nó vô nó làm tất cả thầy chùa. Nó nói ông á, ta kêu bằng lừa gạt Phật tử á, gấp ông nội người ta sao không chửi ông, mà ông chửi ông thầy chùa, ông chửi ông thầy chùa hoài vậy. Ông kia nó nói vậy, mắc cười. Cái tôi trả lời con, tôi nói vậy hả con? Vậy bữa nào ông nội dạy cho con cách gạt người ta kìa. Tôi nhắn tin thì tôi lóc. Nhưng mình nghĩ thôi, mình nhắn tin thì mình cũng còn sân hận, đúng không? Nói sau này tôi sắc, sau này tôi ráng tôi tập, tôi không thèm nhắn tin, không thèm trả lời. Bởi vì những cái câu mà nó gọi là nó vô ý nghĩa đi, mình cho trong đầu mình vô ý thức mà mình đã trả lời với nó thì giống như mình con heo mà mình đã giật lộn với con heo thì mình cũng dơ như con heo rồi, phải không? Giờ mình đúng rồi, mấy người đứng đáng với mình. Cho nên tôi xét là tính ủa, trời tôi lừa gạt gì ai trời. Thì có thứ biết không, Tết này tôi nó thành thật, có những người mà nghèo tới á, cúng dường cho tôi á, tôi tập như hồi tôi ở Việt Nam mình á, họ cúng dường xong tôi làm bộ tôi lén lén, tôi lấy bao thơ tôi gạch ra, xong rồi tôi lên tôi lấy tiền á, tôi để y vậy, tôi lấy tiền đó ra, tôi để tiền khác vô, có khi tôi để thêm vô 10 đồng nữa. Tôi biết cái cô đó nghèo, cô đó gặp hoàn cảnh khó khăn, rồi tôi gạt ai trời. Mà nhiều khi nó nói xấu cho mình chịu không nổi, để mình chửi lung tung men, để mình mất cái giá trị của mình, phải không? Trời nội mà Tết này nội mà từ thiện không á, thì chính là tôi cũng nói với ông á, tôi không phải tôi than á. Tôi nghe ông cũng làm phước, tôi cũng mừng á. Nội tôi bù vô mấy ngàn đồng bạc, tôi ráng tôi đi làm,
tôi cài cực lắm, tôi buồn vô. Và bây giờ tôi cũng nghĩ rằng thôi bây giờ tôi cũng ráng năm nay tôi nuôi thêm một số người nghèo đi. Tôi tự tôi đi cài, tôi đi ro cực khổ thế mồ chứ tôi sung sướng gì đâu. Nói chứ ông nghĩ á, nhiều khi đi làm cả đêm hay là tối cũng đâu có phải dễ. Thay vì ở nhà mình á, mình ăn no ngủ kỹ, mình nằm niệm, nằm giường cao. Còn bây giờ vô đây nằm cái võng toàn ten rồi cái mệt, có khi nằm nó mệt cái rồi trải cái điểm ra cái lấy gối lăn lên đó thôi, rồi đâu có ngủ ngon đâu. Nhưng mà nó vui là tôi làm được ra đồng tiền. Thật sự càng ngày tôi càng tự hào cho chính bản thân mình. Nhưng mà mấy ông thầy chùa thật sự đó, khi mà đi ngược với nó vẫn chống mình như thường, đúng không? Nhiều khi tôi thấy cái đạo tôi ngán lắm rồi, thì nhiều khi tôi muốn cởi cái áo tôi bỏ ghê luôn đó. Nhưng mà tôi nhất quyết là đạo tôi vẫn tin. Tôi thấy cái đám thầy chùa thật sự ngày xã hội này tôi ngao ngán quá. Giá à, cũng giống như làm ở nhà nước vậy đó. Nhiều người thấy người ta được hơn, nghe bắt đầu ở dưới nói sóc, nói xỉa, nói xăm để cho nó tức, để còn nhầm người nó khôn thì nó kiểu như ta xử lý cách người ta rất là hay. Nhưng mấy thằng mà khôn á, còn mấy thằng mà vậy mình trả lại, mình trả treo nó, không có lợi ích gì hết trơn. Mà nó đầy nghĩa nó hết làm mấy cái mèo nó vô nó chửi trong mấy trang YouTube, mà YouTube thì tụi nó có biết làm. Tôi chỉ có biết cái Facebook thì thôi. Cái nó chửi đã, nó chửi mà chửi tôi bao nhiêu năm rồi. À, thứ đấy. Mà đừng có trả treo nó, cứ làm tên cứ im đừng nói gì hết ông ơi. Hoặc mình xóa mình bỏ những cái câu nó chửi, mình đừng cho người ta coi thôi. Kệ nó. Rồi xong. Nó im thôi à, nhưng mình đã treo nó, bắt đầu nó kiếm chuyện đủ thứ rồi, bắt đầu rồi mình nóng lên rồi bắt đầu đó. Lòi ra được những cái không kiểu như mình không có xử lý được á. Thì mình nó tuy rằng tôi có cái dở là tôi nóng tánh thật, tôi dở chỗ đó. Từ thứ nhớ là Đức là cái tánh nóng tánh từ hồi đi học rồi, nhớ không? Chứ đâu phải bây giờ đâu, từ hồi học sinh hồi còn nít là đã nóng tánh. Tôi biết tôi dở chỗ đó đó. Nhưng mà đều có cái hay á, là tôi cũng vẫn có cái hay của tôi là nó rồi thôi. Tôi không có chấp. Nhưng mà có cái là tôi chịu đựng, tôi kiên trì lắm. Tính ra là cái sức nhẫn kiên trì của tôi á. Bây giờ, thí dụ bạn bè anh ngoài đời á, anh có vợ, có con, có gia đình, anh có nỗi buồn, anh còn tâm sự với vợ con là kia. Ông nghĩ tôi tâm sự với ai? Mà nhất là qua cái xứ trời Tây này, ông biết có một thân một mình. Tôi nói hoài à, qua bên đây là xưa đâu phải là tôi. Nếu tôi không là người xuất gia thì tôi nằm mơ tôi không biết chừng nào tôi đặt chân tới Mỹ. Và nó khiến là cái phước của Phật cho đi. Thành ra qua tới đây tôi nghĩ cỡ gì tôi cũng đền ơn Phật. Chứ ông nghĩ đó, như tôi, ông bạn bè mà ông là làm chức lớn Sài Gòn này kia nọ vậy đó. Mà ông nghĩ ông còn chưa bước chân qua tới Mỹ, huống gì tôi nhà quê làm gì bước chân qua tới Mỹ. Thật ra thì cũng là cái gì. Nhưng mà mình đi một ngày đàm, mình học sàng khôn, mình ở một cái học Trung Quốc thì mình học rất nhiều cái hay người ta thôi chứ không gì. Nó thì bây giờ tới đây ông nghĩ một tứ có vô thang một mình, vì vậy chứ tôi nghĩ đền ơn Phật mà tôi ráng cỡ gì cỡ tôi không bỏ cái áo đạo, tôi không bỏ cái đường tu hành. Chứ ông nghĩ trời ghê lắm, chứ không phải chuyện vừa đâu. Nếu ông là một con người bình thường, ông nhớ ông làm trong tổ chức của ông thôi, ông giống người ta thì ông sống nổi. Kêu gọi ngược ý thôi là ông đã đủ chết rồi, đúng không? Hướng gì một cái đạo, mà ông một cái đạo mà tôi phải đánh đông dẹp bắc 12 năm nay. Ông nghĩ một mình tôi đánh đông dẹp 12 năm. Mà ông suy nghĩ người miền Nam qua đây được đâu được bao nhiêu người. Mà người miền Nam qua đây á, thì ngược lại miền Nam á, thì lại không có toàn lọt bẫy hết. Là bảy miền ngoài nó dễ dời hết. Cho nên hẳn nó thấy miền Nam mà vừa chụm lại là nó quýnh cho tan tành. Mà miền Nam á thì nó chơi cái tình trạng là ngu si vì cái danh cái lợi. Bởi nó thật sự miền Nam nó ngu đâu khôn mà người miền ngoài. Nó thật sự đó, miền Nam nó qua đây ai cũng chùa to Phật bự hết á. Nhưng mà cái tật là tại vì á, háo danh, hám lợi. Cho nên cuối cùng đánh quýnh tan tành hết. Miền ngoài nó làm cho xé rẻ hết.
thật sự nó chán chường lắm ông ơi. Nhưng mà thôi mình phải kiên nhẫn thôi. Bởi vì kiên nhẫn vì cái đạo yêu cầu giúp được cho một người nào ta ta hướng về đạo là điều tốt. Chứ làm không có lợi đâu. Ở đây là Quế nè, Quảng nè, Bình Định nè, nội ba cái tỉnh đó thôi là mình đủ chết rồi. Chứ chưa tới Phan Rang, Phan Thiết, Phan Rí, rồi Bắc thì không có, Bắc thì trên Mỹ này nó không có nhiều chùa hết trơn á. Chị Quế Quảng Trị là một khối nha, Quảng Nam, Quảng Ngãi một khối, Bình Định một khối, đó là ba khối đó thôi. Điên đầu với ba cái bọn đầu sỏ này rồi, biết không? Miền Nam ba chụm vô là ba cái tên này nó chọt ra. Nó chọt ghê lắm mà, miền Nam có thật là phái phái cái danh. Nó muốn chọt cho bính nhau á thì nó phải bôn lên. Mà người nào phái bôn á thì biết rồi là chết rồi. Anh em vẫn... Anh nó chọt dữ lắm, chọt kinh đó. Anh em vẫn bính nhau như thường. Rồi nó giết người không rút tay. Nhiều khi mình nghĩ cũng chán nản lắm rồi thôi, kệ. Kệ cho nó qua. Vậy giờ tôi suy nghĩ kệ cho đó. Cho nên nói chứ nói đi nó lại chứ cũng hay, cũng cảm ơn. Cảm ơn cuộc đời nó cũng nhồi nhét cho mình, nó có một sức mạnh đó. Bây giờ trở lại, nếu mà thứ rảnh đó thì muốn đi về quê không? Thì quê khoảng tuần này nè, hiện giờ chủ nhật tuần ngày nay á, ngày hôm qua là mấy em đã khảo sát ở Vĩnh Long rồi. Rồi chủ nhật tuần tới là ngày rằm á, thì mấy em nó đi khảo sát ở Chợ Lách á. Chủ nhật ngày 22 á thì khảo sát dưới quê mình á. Thì hồi nãy mẹ tôi có điện qua, nhưng mà tôi hứa 2 tiếng sau đồng hồ sau tôi gọi lại. Tại bữa nay trời mưa nguyên ngày, cho nên lúc mẹ tôi điện thì sắp sửa hết mưa, cho nên để tôi lo ăn ngủ, tôi tắm, tôi đi làm. Rồi chừng nào tôi làm mà tôi ngủ uống giấc thì tôi nghĩ ông thế nào bữa nay cũng điện cho tôi, tại tôi điện cho ông không điện lại, tôi nghĩ ông nào cũng điện à. Thì để nói là nếu 22 á, 22 đi về, thì bây giờ mình khảo sát những cái gia đình mà nó, ông nói xin lỗi, nó họ thật sự là rất là khó khăn. Ví dụ như có những gia đình mà gọi là nằm một chỗ á, gia đình mà họ còn tới đường cùng rồi đó, họ tới đường cùng rồi đó, thì mình giúp cho họ. Chứ dĩ nhiên mình không có cầu mong họ quá khổ, nhưng mà dĩ nhiên đây là cái giúp, đây là cái đồng tiền của tôi, biết không? Thì tôi nghĩ bây giờ tôi chưa có điều kiện nhiều, thì tôi đáng tôi làm khoảng chừng 50 phần đi, 50 người. Nếu khi nào mà có ai phụ giúp tôi đó, thì tôi làm thêm, hoặc là tôi cho thêm. Bây giờ tôi tạm thời là một người như vậy thì khoảng từ 15 cho tới 25 đô la, là từ 300 cho tới 500 ngàn một tháng thôi. Thì làm sao mà mình cho người ta trong một năm. Thì nếu cái ngày 22 á là đi khảo sát 30 gia đình đó. 30 gia đình là tại nhưng mà nói tới khảo sát, nhưng mà mình tới mình biếu quà cho người ta. Mình biếu quà xong rồi mình hỏi hoàn cảnh thôi, chứ chưa có hứa gì hết á. Rồi tôi mới quay phim hết, tôi mới kiểm tra lại. Về tôi kiểm tra lại. Nếu rảnh đâu đi về quê chơi làm đi. Đi thử một ngày. Chụp tới nè. Chủ nhật ngày 22 á. Ngày 22 tháng sau hả? 22 là dưới phải không? 25 lịch á, đi. Giờ tôi còn người bạn là ông thì ông về đi. Mấy đứa nhỏ tôi nó quay phim thì có ông rồi tới. Hỏi mình hỏi, yêu cầu ta chỉ trả lời 1-2 câu thôi là tôi biết mình nên giúp hay không nên giúp à. Ví dụ như người ta ta có điều kiện, ví dụ mình hỏi là có ở đâu, có tài trợ không được kia nọ. Nếu ta nói là có này kia thì mình thôi vậy đó. Thì tính vậy đó, tôi tính đủ ông. Nhưng mà bây giờ ông làm cái tinh thần đi. Ông cứ ông lo cho công việc ông đi. Chừng nào ông thoải mái đâu phụ tôi được. Còn không bây giờ ông cứ làm tinh thần đi. Đi về quê đi khảo sát coi giùm tôi đi. Coi những mấy cái gia đình. Tại vì tại tôi nói ông là mấy mươi năm trời tôi không có dính líu gì gia đình hết á.
Và tại vì hai năm nay á, thấy mẹ tôi bà quay đầu và cứ như lo cho người nghèo á, tôi muốn tạo cái duyên cho mẹ tôi. Nhưng mà hai bữa nay tôi rất là khó chịu này, tôi nói thật sự là khó chịu, là tôi muốn cái gì mẹ tôi làm cái gì đừng có bàn, bởi vì tôi không muốn mẹ tôi mất cái phước đó. Thí dụ như mẹ tôi bà thấy tôi đi làm cực khổ quá thì mẹ tôi nói là thấy con đi làm cực quá, bây giờ đi cho mẹ thấy gì mẹ cứ đau lòng nữa không. Mà mẹ tôi còn nói gì nhiều lần gì nữa là tôi cắt luôn, tôi không liên lạc á, tại vì tôi không muốn nghe những cái tình thương để nó làm cho tôi mới động cái não, biết không. Thí dụ tôi muốn làm phước là tôi đã nhắm công việc của tôi rồi, tôi có điều kiện rồi tôi mới làm phước đó. Thì làm hết năm nay đi, làm hết năm nay, nếu như mà tôi mà giờ chót mà tôi đuối sức nữa đó, không còn ai phụ nữa, thì tôi lôi tiệm nhạc Mỹ Hồng rồi vô, tôi còn bắt đầu tôi lôi những bạn bè hồi học trung học. Bây giờ tạm thời ông là người học đại tiểu học thì bạn tiểu học hưởng ứng trước đi. Hưởng trước đi. Mà nếu một ngày nào đó mà tôi hết điều kiện đó, tôi lôi mấy bạn trung học thì đó còn tiệm vàng Mỹ Hồng, còn mấy anh em anh Mười đồ, còn mấy anh đó là giờ cũng doanh nghiệp không đó, tôi lôi vô. Bây giờ là mình làm, mà mình trước mắt là mình bỏ công bỏ sức của mình trước đi. Mình khi mình bỏ công bỏ sức của mình ra thì mình nói có thể người ta mới nghe thứ à, chứ còn mà thứ thấy nhiều thầy á tao là đi lấy tiền ta là làm phước không, tôi nghĩ chưa chắc là có phước, phải không. Thành ra tôi vốn mà cái công sức của tôi thì bây giờ á, một tháng vậy phần của tôi thì tôi chi ra phân nửa cái tiền lương của tôi, tôi nghĩ là tôi chi ra phần tiền lương, giá như nếu ai phụ với tôi á, thì tôi bớt lại thì cái tiền đó, để như năm rồi tôi có làm mấy cái mô hình đó là tôi giúp vốn cho mấy anh em mà đi trồng hoa kiểng đó. Nhưng mà tới nay thì chưa thấy hoàn vốn đó, tôi đang chuẩn bị qua mùng là tôi đòi đó. Cái tiền đó là cái tiền gọi là tiền quỹ của từ thiện thì phải trả vô từ thiện, còn cái chuyện mấy anh em làm thì phải trả vô, đó là tôi giúp vốn chứ tôi không lấy lời, mà tôi phải trả cho vô để nó còn cái ngân quỹ, nếu năm tới cần thì tụi mình cho mượn tiếp vậy đó. Thứ nhất cái là bây giờ mình tạo tạm thời là tạo là anh em bạn bè học mình xưa hưởng ứng tinh thần của tôi để mà giúp cho những người nghèo, thật sự nghèo ta qua cơn ngặt nghèo. Thứ hai nữa sau này mình sẽ giúp vốn cho người ta làm ăn, bởi vì ta nói cứu ngặt không thể cứu nghèo được, mà nó ăn rồi cũng hết, thì bây giờ những người mà ta cố tình nó vươn lên được á thì mình giúp cho họ. Thí dụ một cái gia đình mà nó cố tình chỉ cần khoảng 20-30 triệu để mà trồng kiểng hay là buôn bán trái cây rồi vậy đó, thì đó là mình sẽ tính cái mô hình đó. Tất cả chúng ta hãy làm những cái điều thực tế thôi, chứ mình không có làm những cái mà gọi là cho ăn rồi cũng hết vậy đó. Thì bây giờ tôi không ngờ là mấy bạn học của tôi giờ nay á, đều là dân làm ăn có tiền của là tôi mừng ghê lắm, nhưng mà tôi chưa dám nói. Tại vì thí dụ giờ thứ thì cũng có con đường của riêng ông, thì cần kia nói, nhưng mà bây giờ cái gì cái với gia chạm về tiền bạc thì có chừng nó dễ mít lòng, phải không. Nhưng mà trước mắt là lo cái tinh thần đi, nếu mà mấy anh em mà lo được cho tôi vậy tôi mừng lắm. Năm 2 nếu ông lái xe được thì lái xe về quê chuyến đi. Đi từ sáng tới chiều thì chắc vẫn khảo sát. Còn bây giờ hôm qua thì các em nó đi khảo sát Vĩnh Long rồi. Từ rằm này là khảo sát ở tại Chợ Lách Cái Mơn. Ngày 22 thì mới là ở quê mình. Là đủ 50 gia đình mà thật sự là rất khó khăn. Thì bây giờ một gia đình như vậy thì trong lúc đi khảo sát thì tôi... chỉ biếu là 10 ký gạo với thùng mì với gì đó, là có nghĩa là một phần quà trị giá khoảng 300.000 á. Bác là tới biếu người ta vậy để cho mình ghi hình người ta, chứ không lẽ mình tới mình ghi hình không biết chừng nào mình giúp, biết không. Đúng rồi, nó cũng phải thực tế chứ. Ta mới nhiệt tình thì đó, tạm thời vậy thì về quê chiến đi.
còn cái sự mà chuẩn bị mà như là khảo sát ai này kia là ai chọn ra mẹ mẹ đích hả? Ừ, thì nếu bên thấy có ai đó khu vực nhà không có ai đó thì ông nói với mẹ tôi ghi vô cũng được. Bây giờ cái khảo sát khoảng chừng 40 người nhưng mà mình chỉ chọn ra cuối cùng là khoảng 20 à. Bởi vì là 20 người thôi đúng không? Thì tại vì nè, chỗ khác tất cả hiện giờ tôi khả năng tôi chỉ muốn mỗi tháng tôi chỉ giúp 50 phần thôi. 50 phần thôi thì nó vậy. Tự nhiên á, cho nên nó nói đi thì nó lại á. Tự nhiên tôi đang cái tinh thần tôi phấn chấn ghê đó. Phấn chấn ghê đó vụ này á. Cái đồn cái hai bữa nay nó có hai cái việc cái làm cho tôi tự nhiên tôi làm cho tôi thoái thác chút xíu. Là khi tôi đi ra tôi thấy mấy ông, tôi đi dự lễ thấy mấy ông thầy giống như bát nháo quá. Ô mà nói chuyện trên mây không mà tự nhiên thấy vậy, cái tự nhiên cho tôi thấy tôi chán nản. Rồi cái tự nhiên bữa nay nó có mail nó vô nó chửi mình cái tự nhiên. Nhưng mà điều tôi không bỏ cuộc. Nhưng mình xét lại mình thấy tại sao mà mình muốn làm những điều rất là hay. Mình làm bằng cái tiền túi của mình làm bằng cái công sức mình. Mà tại sao cái đám này nó không biết ma quỷ, nó lộ lớp thầy chùa. Mà tự nhiên mình thấy thì cái mình bất mãn với cái đạo mình đúng không? Nhiều khi tôi nói thiệt ông, nếu như mà đạo Phật tôi với đạo Tinh Lành á, mà cùng một ông Thích Ca Mâu Ni thì chắc tôi qua đạo Tinh Lành tôi sướng hơn. Thế mấy mục sư đi đâu có vợ thấy nó bạc phạch phạch. Người ta ra, ta sức đầu lộ diện, ta thiệt à. Vậy mà để có người tôn trọng. Còn mấy thầy chùa cứ lén lén lút lút thấy mệt mỏi quá. Rồi này hơn. Nhưng mà nó làm cái gì mà mình ấy mình... Nói chung là mình làm cái con đường của mình chứ, mà cái tư tưởng của mình thì mình làm theo cái con đường của mình. Còn nó làm cái gì thì nó làm nó với mình. Sao mình nghe nó lại là mình nản là sao? Không, ý nói chuyện đó. Thay thì thí dụ như mình làm gì đã có người động viên mình, ví dụ như hưởng ứng tinh thần của mình vui hơn. Còn ngược lại cái đám thầy chùa nó không hưởng ứng mà nó còn nó hành nó tội, cảm thấy mình thấy mệt mỏi không ý vậy đó. Nhưng mà điều tôi không bỏ cuộc, nhưng mà giống như làm cho mình nó thử thách, giống như mình cho ngồi đài trong đạo gọi là thử thách đi. Tại mấy nay giống như tôi cũng hơi buồn buồn, tôi có cái tâm tôi buồn buồn. Thứ nhất là tại vì tôi không bao giờ muốn bất cứ mẹ tôi xen dự vào cái chuyện mà tôi muốn giúp ai tôi giúp, cái chuyện đó đừng có ý kiến vô. Giống như cái tình thương của người mẹ thứ cũng biết rồi biết không, cứ thấy tôi rằng cực khổ và cái kiểu mà tôi bực cái gió dữ lắm. Từ đó giờ tôi nói thí dụ như á, tôi muốn cúng ai giường ai, tôi muốn cho người nghèo, tôi không muốn mẹ tôi phải ý kiến vô. Tại vì tôi không muốn gia đình tôi ý kiến vô bất cứ việc gì về chuyện chùa chuyện phước thiện hết á. Kiểu như ông già tôi cũng vậy, nếu cha mẹ tôi cũng vậy, tôi mới đi chùa đừng có đi sâu. Thì giờ ông già tôi là ông là giống như hội trưởng lo cái chùa vậy đó, nhưng mà tôi cũng có rồi đừng có đi sâu. Rồi cuối cùng cũng phiền não luôn cả mấy đứa em tôi, không biết em tôi mà tôi không bảo đứa nào theo đạo Phật thì ông nghĩ cỡ nào. Tôi nói lớn rồi tự động ý thức, đứa nào sau này sẽ thích hợp đạo nào cứ theo đạo đó. Trời, ông nghĩ nếu mà tôi bảo thủ bắt buộc em út con cháu tôi đầy đàn này đóng không, tôi nói không, vì đạo Phật tôi chưa, đạo Phật là tốt đó, nhưng mà mấy người hành đạo không có tốt, không có được như ý đâu. Cho nên mấy đứa nó thừa nói tôi là nó đi có những buổi chiều, ví dụ con Như đi có những buổi chiều nó tới chùa này chùa kia, nó trước chùa nó ngồi nó thấy sao những người tu ăn nói chuyện với nhau không có lễ độ, thấy người tu đối xử với người lớn tuổi không lễ độ kia, nó bất mãn phải không. Nó nói tôi nói thôi cô đừng có đi sâu vào, nhưng mà ví dụ như cô có tới thì tới cứ việc tới, rồi đảnh lễ Phật vô chánh điện có tiền 5-3 đồng bỏ vô thùng cúng rồi đi ra về, ra công viên ngồi cũng được, đâu có thiết ngồi trong chùa. Cái đó là tại vì em muốn là ngồi trước cửa chùa nó thanh tịnh, nhưng mà không ngờ nó không thanh tịnh. Nó thật sự thanh tịnh chỗ nào cũng thanh tịnh, mà không thanh tịnh chỗ nào cũng vô quế hết trơn á. Trời, nhiều khi ông nghĩ cái nó nhìn thấy gì làm sao tôi dám kêu nó theo đạo Phật chứ. Những đứa em tôi bây giờ tôi chưa cho quy y nữa nè, tôi không động viên nó quy y cửa Phật nữa. Ông nghĩ càng đi sâu vào càng ngao ngán vậy đó. Giờ bây giờ tìm ông thầy nào
mình là anh đó, mình là thầy đó thì cũng không được. Mà giờ thấy ông thầy nào, ông thầy nó thấy thầy này về thì ghét rồi, nó thấy nó đủ chuyện, nó biết tôi thấy. Ví dụ giờ vừa thấy đi, giờ bạn tôi nói rồi, muốn theo một ông thầy nào đó để làm chính thống, để là làm tín đồ Phật giáo đúng không? Tôi cũng biết giới thiệu ông thầy nào đó. Nói thôi, cuối cùng của mình hiểu đạo, mình tự làm thầy chính mình làm cái gì nhân lành, làm cái gì mà tâm mình đã không có lương tâm, đã không cắn rứt thôi. Chứ giờ tôi cũng biết ông tu phiên quy với ai nữa. Rồi đúng rồi. Cái sau nó tìm không ra. Con người quá thì sao mà ngoài đời sao biết được, phải không? Sao biết được gì về bên đạo đã, như bên Đức, nghe Đức nói vậy là mình hiểu rồi. Còn cái gì, còn bên ngoài nó biết bao nhiêu về công việc, biết bao nhiêu con người, sao biết người nào tốt người ấy. Tụi khó rồi, khó. Tôi rất khó. Tôi ví dụ bây, nếu xét lại đó thì bạn thời tôi học mình biết bao nhiêu người, mà bây giờ thật sự được mấy người mà nó tôn trọng đó. Cho nên nhiều khi tôi rồi tới đại từ tiểu học cho tới trung học tới đại học, ông thấy không, thành ra giờ tự động chứ giờ tôi không giống cái người ai theo đạo hết trơn á, thì tìm không ra. Cái thầy ngày nay tìm không ra một vị thầy để gọi là cho nó gọi là mình coi được. Thật sự tôi ở trong đạo mà tôi nói thẳng ông đừng buồn tôi, thật sự á, khi tôi buồn tôi mức độ vậy đó. Thành ra nhiều khi ví dụ như bây giờ nè, ở quê mình như những đứa bạn đó, thấy không, ví dụ như Thảo đi, mà đâu có dám như nào nữa, thôi đời ông đã khổ rồi, không chịu khó, ông ấy Thảo nhà sát bên chùa chứ. Thôi tối vô chùa tụng kinh hay là hàng tháng là chùa sám hối đi, đâu phiên được đâu. Vô chùa thấy tùm lum. Đợi mà tôi nghe chùa ở quê á, tháng này á, Tết á, cứ mỗi gia đình thì bao nhiêu tiền cúng sao cúng hạn là tôi đã bực mình rồi. Mà giờ tôi không nói nữa, nói thì sợ buồn, gia đình tôi buồn. Gia đình tôi nói tôi biết thì tôi mới nói lên, thấy không? Nhưng mà giờ tôi không nói nữa. Rồi đám ma phải bao nhiêu tiền, Tết nào mà cúng tam tai giải hạn, một ách thiên binh thiên tướng gì đó bao nhiêu tiền, mua cái đèn bao nhiêu tiền, rồi viết tên vô cái chuông bao nhiêu tiền, tới chùa thay cái gì nghĩ không qua chữ tiền hết trơn á. Trời mẹ ơi, sao nó mất hết cái thời trong sạch. Trong khi bây giờ thứ nhớ hồi thời xưa không, bây giờ thứ nhớ lại coi ngày xưa cái đó. Tôi với ông từng đi học lớp 4, lớp 1, 2, 3 tôi bắt đầu tôi đi chùa đúng không? Ông nhớ cái thời đó tôi đi chùa, tôi đi học tôi còn ôm kinh kệ trong túi sách. Rồi ông nhớ hồi đi qua bên lớp 6, lớp 7 là tôi đi chùa hàng ngày đúng không? Ủa nó ghẹo tôi, đến lúc tôi tối ngày tôi đi chùa, mà sao lúc đó nó quá hoàng kim không? Lúc đó chùa không có nói gì tiền hết trơn á. Lúc đó ha, ông nhớ là đi chùa Phú Vũ ha, tới tháng giêng, tháng 7, tháng 10, ai tới cũng được ăn thoải mái hết trơn á. Bao nhiêu bá tánh, cái ngày đó họ tự động người xách trái dừa, người xách trái bí, người xách bịch nếp, người xách bịch gạo lại, ta đóng góp, người ta nấu, người ta ăn. Rồi nó quá hoàng kim. Trời ơi, còn bây giờ, không biết giờ tới chùa không còn cái cảnh đó, ông nghĩ là sao? Hồi đó đời tôi mơ rằng một năm tôi chỉ được 4 cái rằm thôi. Rằm tháng giêng, rằm tháng 4, rằm tháng 7, tháng 10 là tôi vui dữ ghê lắm. Là tôi mời bà con, cô bác ấy, ông ấy chiều không? Chiều tôi học vậy, chiều ấy, cái ở lại tôi chạy lại cái xóm, mà cái chỗ mà để cái xóm mà bây giờ bà còn đi tu đó. Hồi xưa là bà hai bà đi hai hàng đó, hồi giờ bà pháp danh là Diệu Đạo đó. Cái xóm ấy tôi cho heo, cho gà, rồi cho anh ta phụ với anh ta để cho rủ người ta đi chùa. Đó, bây giờ chắc không dám rủ rồi, vì thầy nó đi chùa không có tốn tiền. Thầy gì bây giờ cái gì cũng tiền hết trơn, sao rủ người ta đi chùa? À mẹ ơi, mua hồi thời nó hái bông trang, bông điệp, bông huệ, bông gì đem cúng được. Thời nay phải cúng lai dên, phải cúng tulip, phải cúng huệ đỏ, phải cúng toàn là thời xưa đó. Kéo mình kéo buồn dừa non cũng được, tới là chặt dừa, hay bàn thờ nào cũng đầy dừa hết trơn rồi á.
chứ cúng cúng thời nay phải cúng táo cúng lê cúng đồ ngon không nè, đồ phải đồ nhập cam mà cam Mỹ trời mẹ, thôi tiền thì cũng phải tiền. Một lần mà đám dỗ đám quải ông thấy không, hùng vô tiền bông tiền hoa ta bao nhiêu tiền, ông nhìn kỹ các cái chùa chân một lần có bao nhiêu tiền, trời ơi thấy giờ thôi thôi nó không còn cái gì mà nó kỷ niệm cái thời của tôi hết trơn á. Cho nên bây giờ nhiều khi tôi nói thiệt á, tôi ngồi tôi không nói cần nói đâu, nói các chùa ở quê mình thôi là cũng đã thấy ngao ngán rồi. Đó, nữa hồi đó ông là bạn tôi mấy chục năm trường, thời xưa tôi chưa đi tu ông đó biết rồi, chiều nào tôi cũng gắn bó với chùa hết á, mà thời nó không có nói gì tiền hết trơn. Rồi cái giải tang á, cái giải tang cái ta xả tang là cái lấy nhuộm là cái mai mùng để cho bá tánh nằm, giải dụng mà kế rằm mền để bá tánh nằm vậy đó, mà ai cũng thân thương, cái chùa nó mới là cái hồn dân tộc. Không, bây giờ bước vô chùa nó là nó không còn cái hồn chứ hả? Không, vậy thì lúc nói chung là cái dân miền Trung nó vô ở Sài Gòn mà còn mình có đi cái mình thấy đi phần mình biết mình qua tiếp xúc á, toàn là nó dụng về nó chùa để nó làm gì kinh tế lo gia đình đó không à. Chứ còn mà thật sự mà để mà chính nghĩa là này kia thấy hiếm lắm. Dân miền Trung á nó nghèo á, cái nó lợi dụng cái chùa á để vô nó ấy, xong rồi nó có người thì lợi dụng chùa để vô để học. Học thấy là đa số đa phần là vậy luôn, gặp hoài. Thế là tôi nói giá, nhưng mà cục đào mà nó xây dần trở lại thì chắc tôi bước chân vào đạo nữa. Nếu như cục đào nó xây dần trở lại mà tôi được chọn là cái thời tuổi trẻ học sinh thời tôi với ông là tôi bước chân vào đạo Phật đó. Tôi ngán ngẩm. Ví dụ bây giờ tôi thấy mỗi năm mà cái lễ mà kỷ niệm Đức Giáo Chủ của đạo Hòa Hảo đó, trời ơi nó đẹp vô cùng lắm. Mình nhìn kỹ cái đạo người ta không có thầy, ta chỉ là cư sĩ thôi. Hay là mỗi năm mà đám lễ cao đài Tây Ninh đó, thấy không? Trời ơi ta không có kiểu là có huệ thượng thượng tọa gì, ni trưởng ni sư gì giống như bên Phật giáo hết trơn á. Mà tại sao bây giờ cái cao đài Tây Ninh á, đoàn nào vô một ngày cũng ăn maximum, ăn cái bằng không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt đuôi mù sức mẻ gì hết trơn á, cứ vô đó là có ăn. Tại sao vậy? Tại sao Phật giáo Hòa Hảo hãy nơi nào khổ là người ta đi cắt nhà cắt cửa ta đi làm, tại sao đạo Phật mình nó quá từ bi mà không làm được điều đó? Nhưng khi tôi buồn ghê lắm, nhưng mà phải chịu thôi. Cái thời cuộc bây giờ nó vậy, nói gì giờ. Nhưng mà mai á là đạo tin lành, những đạo Chúa họ đào tạo mấy ông cha không kịp. Chứ nếu họ đào tạo kịp mà mấy ông cha kịp thì đạo Phật tương lai nó bứng gốc hết. Bởi vì thấy cái đạo ta thực tế, ta về quê ta làm cái điều rất thực tế. Ngoài cái đạo Chúa, đạo tin lành hay lắm nghe. Thì mình có tham dự, tôi có tham dự một thời gian á. Thầy chỉ là vô để thầy đó đã banh giỏi á. Đá banh giỏi á, cái bạn nó mới đủ vô đạo để đá tham giải rồi này kia đó. Mình cũng có tham gia, rồi bắt đầu mình thấy người ta trong cái đạo rất là kiểu ok lắm á, rất là đoàn kết. Và ý thứ hai đó là người ta nói chung là cũng đầy đủ, nói chung là nó đi khu nào nó có đầu mối nó ấy ra ngàn. Đúng rồi, nó có mấy cái dán tín đồ là có người tới nhắc nhở đó. Nó cũng như là nó có gọi là đi nơi nào khu nào có người tiếp đón tiếp hoặc này kia, nó đầy đủ lắm. Chứ không phải mà như đạo như Phật thì mình tự tới đúng không? Nhiều khi này kia mà cái này anh em nó gắn kết lắm, kiểu như nó thi đấu thể thao với nhau mà rất là vui vẻ, mà kiểu như ai làm ngã đau người này kia đỡ lên, mình thấy kiểu như nhiều cái rất là ấy lắm, kiểu như thương nhau lắm, gọi là thương nhau lắm. Tuy nhiên thì nói đi thì cũng phải nói lại, nơi nào cũng có anh hùng, nơi nào cũng có thằng khùng thằng điên, nơi nào cũng có cả hiền mà nơi nào cũng có kẻ điên người khùng. Nghĩ đâu phải là mình thì không có trong đó, thì mình cũng không có đánh giá được trọn vẹn ở trong đó.
nhưng mà mình chỉ nhìn thấy mặt nổi bề ngoài á, là họ có một sự đoàn kết gắn bó. Còn đạo Phật, nhưng mà điều có cái được hay là tôi thà tôi chấp nhận họ không có treo cái đầu dê bắt thịt chó, trong khi đạo Phật mình á mở mở miệng ra là từ bi, mở miệng hỷ xả, thấy vô chùa nào cũng từ bi hỷ xả, từ bi hỷ xả, không có hiển mẹ gì hết trơn á. Thử cái ông giờ thử ông giàu có ông tới là tiếp không, một ngày rồi đó thử ăn mặc lem lúc tới tiếp không, thì từ bi hỷ xả đâu. Mình nhắc lại cuối cùng á, theo lẽ đạo Phật là cái đạo thực hành, đúng với đạo cái đạo mà treo chữ vàng ở ngoài cửa, ý Đức nói thứ hiểu không, mà trong khi đạo Phật, cái thực hành thì không, thì nó hiếm hoi, mà cái thế nội mà các cái cổng chùa đó ha, ghi câu nào con nấy rụng rúng rụng rời hết đó, coi như là tuyệt vời lắm. Cửa Phật là từ bi độ người qua bờ giác rồi nghe, là coi như là con thuyền thanh lương là cứu khổ đưa với kẻ mê làm đồ con lành lắm á, nhưng mà thật ra đó không tiền cái đưa không nghe đó. Nói giống như chính quyền giờ đạo có tiền tép mình á, chứ bây giờ chứ sau này giờ hu em kia rồi không còn ra gì đâu có tép mình đâu. Ấm ma nè, ấm ma mà chờ mấy thầy á, nó hay có tiền nhiều đưa về Tây Phương và tiền ít đưa tới Tây Ninh. Trời ơi, biết ba cũng vậy đó, ông từ không lo chính quyền đó, lo nhà cửa đủ thứ, đang tham gia chính quyền để lo xin nhà cửa cho người nghèo, giúp đỡ được biết bao nhiêu luôn. Ủa cờ, ông còn thấy cái chính quyền nào có lê ấy gì tổng nữa. Họ nói lợi dụng ba để lên Sài Gòn đại ông ba ông nhiều người giàu á, thì để đi ấy chung chung ông mặc một ông nói chuyện không, từ đó đi ăn thêm nó nhờ vậy mà mỗi năm nó được bao nhiêu sức đó, tức là cùng mà ba mất cái là thấy đấy. đâu có bây giờ mất tâm bị tâm luôn vậy. Tôi nói mắc cười đời tôi giờ không dám rủ một người nào đi tu nữa đây. Tôi nói không được, ai nhiều người đấy, con muốn đi tu tôi không phải dễ. tôi không bao giờ dám rủ một ai đi tu, sợ quá trời sợ rồi. Trời ơi, nếu mà đạo Phật mà không ra giới sát sanh là thầy chùa nó có thể giết nhau á nghe. Mà là cái giới sát sanh là giới đứng đầu. Nếu mà giết nhau thì cái thôi thì anh bạn bè lâu lâu thăm nói vậy thôi, nhưng mà giờ thì mục đích chính là ông giúp tôi phải không, thăm hai ông về quê phải không, tôi hẹn ngày giờ để cái Tú nó xuống nó quay phim, thì ông đi ông biết quê hương ông phỏng vấn đi, ông phỏng vấn cho nó quay phim, tại vì tụi nó cái ban nó quay phim làm rõ ràng lắm. Mấy thì tụi nó làm rất là rõ ràng, cho nên tôi tin tưởng mọi việc. Thì nó đi vậy thì bây giờ phản từ Sài Gòn về quê khoảng 8 giờ tới không? Thì đi sớm thì lúc nào tới có thể sớm hơn cũng được mà. Thì vì đó, mấy em nó từ hai vợ chồng nó từ Vĩnh Long nó qua. Từ Long qua thì xuống nhà tôi cứ bắt đầu đi khởi hành đi 8 giờ đi trong một ngày đã cho nó khảo sát cho nó xong việc ngày đã cho nó xong, còn bây giờ trên Chợ Lách thì tuần tới làm cho nó xong. Vậy thì bây giờ nói chung là nam chọn ra là mẹ Đức đã chọn rồi hết hen, rồi còn quà cáp đồ là chuẩn bị cái chuyện đó một hồi tôi sẽ điện cho mẹ tôi rồi tôi sẽ là trả lời ông sao. Rồi ông với mẹ tôi liên lạc nhau, hẹn đi, rồi cái ngày đó về. Để giờ tôi lại về, tôi cấp điện thoại ông rồi tôi nói chuyện mẹ tôi chút đi. Tại mấy nay tôi cũng hơi, cho tôi nói tôi hơi khó chịu chút đó. Tôi để... Thì nói chung là cũng mẹ Đức làm vậy là rất là đúng rồi đó. Nhưng mà thì nói chung là mình rất là mình tự tin, mình làm cái gì mình phải tự tin, mình có kế hoạch trước. Ví dụ như mình sẵn mình như thì Đức đi vậy làm nghĩa vậy là quá coi như là quá tốt rồi, đâu sao mà so sánh được. Đó, cái tâm mình tốt vậy là quá tốt rồi, nhưng mà mình phải ráng mình giữ trụ kế hoạch của mình sao thì mình thấy hợp lý cả năm luôn hay giờ.
tùy theo mình kế hoạch mình bao nhiêu thì cho nó ấy, chứ mà mình làm kia mình vượt quá kế hoạch á thì cũng đó thì không bao, là, bao nhiêu năm á, tôi làm ở đâu tôi làm đều được hết trơn á, thì có đã tôi nào làm hai chỉ có mới học một năm gần đây á, tôi mới quay về tôi muốn giúp cho quê hương, để tôi muốn ý của tôi là muốn gieo cái duyên cho người địa phương mình một chút, là để bây giờ tôi nghe nó dùng nó khổ nhiều quá, rồi họ sát sanh nhiều quá, họ không có biết gì chùa chiền. Thí dụ như nhiều khi tôi muốn muốn mẹ tôi phải nấu cho họ những ngày chay á, nấu đồ chay cho tôi gửi tiền nấu đồ ngày Tết hay là ngày tháng 7 Vu Lan rồi vậy đó, mà Khai Dùng không biết ăn chay. Trời ơi, rồi đi cứ vậy rồi nhiều khi tôi bảo chùa nấu cho thiệt là nhiều dư cho người ta, cái người ta nói thôi tôi mới ăn chay nhiều thôi lỡ rồi cho tôi biết về thì bỏ mấy tép vô. Trời ơi, tôi nghe đó là vậy, cái tôi hỏi thôi không ơi. Thì vậy đó, cho nên á mình làm cái gì nó phải sát được, chứ mà mình giúp những cái đó cái trái ngược kiểu vậy thì sao mà giúp được. Ví dụ chùa cái gì khi tôi nói á, hồi trước có nhiều lần tôi tài trợ đó, tôi bảo là chùa đừng có lấy tiền người ta, chùa quê cứ bao nhiêu nấu cho ta ăn maximum đi, nấu dư ra để cho ta múc về ta ăn cả nhà, tôi muốn gieo cái giống bồ đề cho họ vậy đó. Cái họ nói nhà không biết ăn chay, cái lợi hồi cái họ cũng còn tham nha, thôi mà quay tôi cho tôi lỡ là cho tôi tô canh chua đi, cái tôi về tôi chài mấy té tôi bỏ vô, tại tôi nghe nó về cái tự nhiên làm cho mình cũng thôi chi nữa. Thôi chứ tại tôi muốn là rồi cái hồi đó tôi hay là tổ chức, ví dụ như mỗi lần rầm lớn á, tôi không có chủ trương phóng sanh, nhưng mà tôi bảo nè, rầm lớn á, lên cái chợ mình chợ nhỏ mà, những cái chợ cầu giữa chợ này kia nó đâu có nhiêu tiền tôm tiền téo đâu, mua hết mấy con sống á đeo xuống thả liền, nước đang nước lớn vậy đó thì ta đâu có bắt kịp, chứ tôi không có chủ trương trước đó, tôi thích vậy đó. Mà làm được có làng hay làng là cái cũng thôi cũng dẹp. Nhiều khi á, mình làm cái đó ta cho là không giống người ta. Rồi đôi khi người ta phóng sanh á, thì ta đi mua, người ta mua cả tấn cá, ta đổ, ta hô hào, ta dương buồn, ta dương thiền, dương chuông mỏ, rùm men, tôi không có. Tôi bảo tôi nói không cần chú nguyện khỉ khô gì hết trơn á. Giống như hồi xưa Đức Phật phóng sanh là vậy đó. Phải coi như thí dụ ra đường thấy con vật đó nó kêu la nó sắp chết, rồi cái thấy gặp có duyên với ông Phật thì Phật xin, rồi nếu có tiền thì Phật trả tiền, không có tiền thì Phật xin Phật năn nỉ, hoặc là Phật kêu cái người nào đệ tử mua phóng sinh đó vậy đó, chứ đâu có vụ mà phóng sinh mình đi đặt hàng tấn cá, bao nhiêu khối cá, đặt bao nhiêu con chim. Ông ấy tại vì có người làm sai cái ý chỉ đi, nhưng mà ngược lại nó theo phong trào, mình làm không giống nó đó, thành ra cái Phật tử nó kêu gọi, nó do cho là làm gì không được, phải mua cá gì cho nhiều, phải tụng kinh la rồi để cho cá nó nằm nó chờ cả mũi vậy đó, rồi phải lấy cái nhang quạch chú nguyện quá làm. Tôi nói với cái này nó không phải của đạo Phật, của đạo ngoại đạo. Đạo Phật không có đạo Phật, thí dụ giờ thứ không cần phóng sanh nhiều. Nếu mà bạn bè hiểu ý trong đạo Phật, đi dụ lỡ mình tình cờ mình đi ngang cái vùng đó, thấy có con đó nó đang kêu la đó, ta đang trói rùng đó, ta giết đó, nó đang chở đó, thì ông dừng xe lại, ông nói thôi bữa nay ông nói đứa con ông ba mua cá hay là ba mua con này ba phóng sanh để cầu nguyện cho con học giỏi nha. Vậy là được rồi đó, là phóng sanh rồi đó, chứ đâu phải cần tới thầy chùa ông đứng chú nguyện. Mà toàn là đi ngược hết trơn những cái đạo Phật mà bây giờ mình nói không được, cho nên nhiều cái tôi tức là vậy đó, mấy hôm tức tôi chửi mới là vậy đó, tại vì đạo Phật không có vụ đó, đạo Phật có vụ mà đeo vô cho mấy ông thầy chùa chú nguyện, người ta nghe lời Phật, nó muốn thấy con gạt nó sắp chết, ta thương có duyên với người nào thì người đó mua phóng sanh, chứ đâu có vụ mà đi đặt hàng tấn rồi chở ra rồi văn bản văn băng ron rồi cuối cùng hô hào rần ra cái là cái người nghèo tao thấy tao văn câu tao bắt lại rủa chửi người ta. Trời ơi, tôi thấy làm cái trò rùi bu hột sồi, mà làm cái trò đó bịp bợm không giống cái đạo Phật gì hết trơn rồi á. Những gì tôi nói ông thấy đúng không? Từng người ta nghèo tao bắt lại tao ăn tận cũng tội nghiệp ta chứ,
con nào nó xấu xó kệ nó, đằng này tại mình hô hào thuốc xanh cho giữ tăng tăng cho nên ta mới nó ta mới ta nghèo ta bắt lại vậy mà đi rủa chửi ta rồi tôi thấy thiệt ra phạt mình từ bi thì không biết bao nhiêu mà hỷ xã không có mẹ gì hết rồi cái gì cái tôi chát nó chả vậy đó. Rồi thôi vậy đi, bây giờ vậy là ngày hôm hai sắp xếp ngày hai chạy về trong vòng từ tàu sau là 8 giờ sáng là tôi sắp xếp mới đưa Vĩnh Long nó qua đúng 8 giờ là bắt đầu khởi hành đi. Đi thì nếu vậy thì những như Tân Thông nè, ở Cầu Giữa nè, ở dưới Miền Ông á, nếu xe chạy tới được thì xách xe chạy tới luôn, còn xe chạy không được thì đi xe hai bánh, làm sao giải quyết trong ngày để cho nó xong. Để mà tôi muốn cuối tháng Giêng á, là tôi 22 là còn một tuần nữa là cuối tháng Giêng á, là tôi thấy đủ những cái gia đình khổ đó rõ ràng để tôi mới quyết định là một gia đình, để là tôi sẽ ngồi kiểm tra từng gia đình. Thí dụ gia đình nào đáng giúp nhiều thì mình giúp nhiều một chút, gia đình nào thấy cần giúp nhiêu đó thì mình giúp nhiêu đó, nhưng mà trung bình á cũng là từ một tháng thì một gia đình cũng phải từ 300.000 trở lên á. Đầu tiên á, cái lần đầu tiên mình đi như vậy á thì có thể mình cái quà cáp của mình có thể mình nhẹ nhàng được không? Không, kệ đi, biếu cho mỗi phần phần 300.000 đấy, tại vì cái tiền hôm Tết này nghĩa là ai tôi Tết thì tôi có tiếp Phật tử, tôi có 4 người tại thăm tôi à. Phật tử ở xa cho tôi thì tôi nguyện là cái tiền đó tôi bố thí hết, tôi không chứ hoàn toàn năm nay là tôi tự chủ, tôi không có xài tiền bát tánh. Nhẹ nhàng là mình cho tiền thôi, còn ví dụ như mình nói công mình cho thêm nếu vậy cũng được. Nếu vậy cái lần đầu tiên á mình khảo sát thì mình được gọi là lì xì đầu năm thôi. Còn cái lần thứ hai mình mới chọn được cái nào thì mình mới tặng mấy cái nếu nói vậy cũng được thì coi như là ông chuẩn bị tôi 10 triệu đi. 10 triệu từ 10 cho tới 15 triệu đi, thì nếu mà gia đình nào quá khổ thì ông cho 500.000. Còn gia đình nào mà vậy thì thôi, ở dưới quê tôi khỏi lo đi, thì tôi sẽ gửi cho ông. Đó là phần đó tôi gửi cho ông. Nếu là nay mai mà tôi đi có người chở tôi đi với trời hết phút mưa đó thì tôi tranh thủ tôi gửi về trên rồi. Còn vậy thì về quê, ở quê thì ông xuất tiền đi là từ 10 tới 15 triệu rồi cuối cùng tổng kết hết bao nhiêu tôi gửi về cái một. Thí dụ gia đình nào quá cùng khổ thì cho 500.000. Gia đình nào ấy thì bây giờ thì Tết tôi trả lại đó, thì cái tiền này là không phải tiền của tôi mà tiền Tết người ta cho tôi đó. Tôi có nghĩa là năm nay tôi không xài tiền bá tánh. Bởi vì tôi trong khi mình như vậy đó mà nó dán câu nó chửi vậy, tự nhiên nó thấu chí là vậy biết không, nó trời đây trong khi Tết cái mối quan hệ thì người ta cho thì Đức dẫn ấy, nhưng mà Đức cứu cho nàng người kia thì đó cũng là cái lòng tốt của mình rồi. Thì hôm Tết đó thì có 4 người lại thăm tôi thì đâu cho tôi cúng dường tôi 400 mấy đó, 400 mấy rồi các nơi xa xa gửi cho nó thì cũng trên dưới 1.000. Thì trên dưới chung á đâu mà người ta cho Đức phải làm được cái gì, biết bao nhiêu năm, biết bao nhiêu này kia thì ta mới tin tưởng, người ta mới này kia. Thì nói chung là mình không có nhận của quá tánh, nhưng mà mình nhận để giúp những người nào đó nhận, là thì đó thì từ phần tiền tới trong nay đó là tôi vậy đó. Thì bây giờ là bây giờ tôi mới có tiền tôi làm việc này, nó là vậy đó. Là việc tháng đầu tiên là tôi không có xuất cái tiền lương tôi đi làm, mà tôi xuất cái tiền tới của Phật tử cho tôi đó. Giống như cái khảo sát thì vậy đó. Thì đó thì như vậy thì do trong phần ở quê mình thì 15 triệu đi ha, cầm thêm 15 triệu đi rồi tùy hoàn cảnh mà quyển chuyển cho ha. Rồi, yêu cầu chỉ hỏi 1-2 câu thôi là ông với tôi ngồi soạn là biết gia đình nào đáng giúp hàng tháng, gia đình nào không đáng giúp à. Mình nói chứ trình độ đâu có đến nào trình độ dốt đâu mà đó. Nói chung là thứ mấy chị đó rành lắm. Nói chung là mình để qua mình hỏi hoặc mình hỏi thăm những cái xung quanh á này kia là mình biết liền à. Ai lo
cho bà hay là kinh tế hoặc này kia rồi anh em trong đó họ sao sao đó thì mình hiểu liền, mình biết liền à. Rồi vậy là tôi quan hệ tôi mừng lắm á, mừng là kỳ này bạn bè vậy là tôi vui lắm. Nó là bao nhiêu năm mà ông già bắt đầu làm việc đó với tôi là tôi vui nhất rồi đó. Thì đó cho nên giờ cũng nó không có gò bó như hồi lúc nhà nước á. Chính với nhà nước á đâu có thời gian mà mình nãy tối ngày đủ thứ nhà nước xong rồi công chuyện gia đình nữa. Còn bây giờ mình dính tới này thì nó thì mình cũng phải thời gian mình nói chung là mình chỉ có gia đình thôi. Thì cho nên mình sắp xếp được thì cái nào làm được thì mình làm những điều tốt thì mình rất là hân hạnh mà được liên kết với Đức như vậy thì quá tốt rồi. Okay. Còn về vấn đề tài chính này kia thì để vậy là ông ứng trước là ông khi xong rồi ông về ông tổng kết rồi tôi tính ha. Vậy là rồi, tôi, rồi. Vậy là tôi lo bên phần Vĩnh Long với phần Trà Lách tôi đã đòi trước đi rồi vậy là bên phần cái quê là ông cứ vậy đi rồi tôi tính được cái ông luôn cho nó dễ. Bây giờ bên đây tiền bạc nó cũng không cho mình gửi hoài nó ông ơi. Giờ nó khó lòng á, Mỹ nó cũng kiểm tra ghê lắm, gửi mà một tháng á mà gửi quá bao nhiêu tiền nó không cho đó, mà một tuần mới gửi đây gửi nữa nó cũng không cho nữa. Rồi tôi đang tìm hiểu coi bao nhiêu thì tôi chưa biết mà bao nhiêu lại mà không rồi á, nội mà gửi cái chiếc từ thiện rồi kỳ rồi Bắc Nam á mà gửi trần thân luôn á, ý là trong miền Nam có 4,000+ đó mà gửi mấy chập luôn á. Thì mà cái thời gian cái nào nó ok thì cứ gửi người nào mình tin tưởng như ba mẹ Đức hay gì đó cứ gửi cho ba mẹ giữ đi. Thì trước vậy đó thì sau này mình có Đức có về hay để kia nó tiện thì để mà có đâu tôi không có thiện bạn bè tôi là tháng nào yêu cầu tôi sống đủ tôi sống vui tôi sống là lợi ích cho người là tôi hạnh phúc tôi không có dư thật sự tưởng đâu ngon lắm á xài tiền phát quà từ thiện bố thí giúp đỡ tùm lum không tưởng tôi ngon tôi không có dư yêu cầu tôi sống đủ là tôi thấy tôi vui rồi chứ giờ thứ nghĩ tôi bên này tôi dư tôi để lại cho ai. Ông còn vợ còn con còn tôi giờ thật sự ra tôi nói thiệt tôi còn trong xong việc mấy cái nhà tôi giải quyết cho nó rồi không khéo rồi rủi tôi chết bất tử tôi biết ngã ngủ gì đâu nữa. Ở bên Mỹ đâu có vụ mà truy tìm thân nhân ở nước khác, chỉ duy nhất là ở Mỹ thì chỉ có di chúc cho ai là người đã hưởng thôi à. Mà tôi giờ tôi thiệt lỡ tôi cái đùng ra cái với gia tài sản cho nên tôi không muốn dư gì hết trơn á. Tôi muốn sao mà tới ngày tôi chết ra đi hai bà hồi chiều tôi nào ngồi tôi nhìn cái tủ kinh tôi nè, tôi ngồi tôi nhìn này kia tôi chết mẹ rồi rủi chết mình quyến liếm cái tủ sách rồi rốt cuộc mình chết rồi mình cũng bỏ lại rồi ai dám xài rồi mình rủ mình làm ma mình chui vô đó là sao. Tôi nói ông chừng bữa nào tôi đem tôi nhục hết tôi làm sao mà ra cái ngày mà chết tôi đừng quyến liếm gì hết trơn á. Cái tài sản của Đức á là cái từ thiện cái tình người đó coi như là vậy đó thì tôi như đó thôi rồi thôi ông nghĩ đi ha rồi để tôi điện mẹ tôi chút rồi tôi có gì thì ngày mai thì ông nếu mà tôi ông gọi tôi hoặc tôi gọi ông thì ông gọi mẹ tôi thì chắc chắn là ngày 22 là đúng 8 giờ là xuất phát đi xong cho xong 30 hộ gia đình trong một ngày đó cho nó xong nha. Ông kèm để cút lại sao là biếu thành tiền cái khỏi thành quà cho mất công ha. Đúng rồi ok rồi. Rồi. Rồi.